Rồi, xin chào cả nhà, chào các bạn. Chúng ta đang tiếp cận đến một cái vị trí của trồng cái ban này các bạn. Hôm nay hoa nó nở rực rỡ luôn này mọi người nhá. Đấy, phía này là lô này là lô cọ cọ Mỹ, đã được cắt thoát thân hết rồi, gọn gàng sạch sẽ. Đấy, các bạn mua cây công trình, những cái cây cọ này thì chúng tôi sẽ triển khai. Đấy, các bạn mua số lượng lớn về lắp cho dự án. Đấy. Cây hoa nở đẹp quá. Hoa nó rất là đẹp. Chúng tôi đang triển khai nhân giống bằng phương pháp đó là chiết cành. Cây là đường kính khoảng là 12 cho đến 15 cm. Đây là đang mùa hoa rồi các bạn. Hoa nở rất là đẹp. Lát nữa thì cái video tới tôi sẽ quay cho các bạn cây Hoàng Nam về kích thước, chiều cao và tổng bóng nó như thế nào, để các bạn quan tâm đến các cái dòng cây công trình như thế này.